người cho rằng cách lỗ phái, tức Gelupa, còn gọi là Hoàng Mão Phái, là một tông phái thuần khiết nhất trong bốn tông phái tại Tây Tạng. Trong khi đó, Ninh Mã Phái, Nhi Mapa, còn gọi là Cổ Mật Phái, không phải là Phật giáo. Tôi nghe rằng Ngài nhận được sự huấn luyện từ Ninh Mã Phái. Điều này làm cho tôi rất hoang mang. Khi Ngài theo một truyền thống nào đó Ngài có được phép nhận những giáo huấn từ những tông phái khác. Tất cả bốn truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đều có cùng chung một vị tôn sư. Đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, theo thứ tự thời gian, mà qua đó, những giáo lý tiến triển cũng như những điểm cốt loại mà một tông phái tiếp tục duy trì đã tạo nên một số nét khác biệt giữa các tông phái. Mặc dù vậy, tất cả đều được coi như là những người giữ cửa thiền môn và những tinh túy của nó, cho dù chúng phát xuất từ tiểu thừa, đại thừa hay mật thừa. Trước đây tại Tây Tạng thường có hai loại tăng sĩ. Loại thứ nhất là những gì không đi hẳn vào một truyền thống nào mà tu tập theo lời giáo huấn của cả bốn tông phái chính. Loại thứ hai là những gì chuyên tu theo một tông phái truyền thừa và không quan tâm đến các tông phái khác tôi thì nghiêng về khuynh hướng không tôn phái tức là một hướng đi có tính phổ cập mà tôi nghĩ là nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích một trong những lợi ích mà theo kinh nghiệm của chính bản thân tôi được biết là mỗi tôn phái đều có những cách trình bày lý giải giáo lý theo cách riêng của mình đặt trọng tâm vào một số khía cạnh đặc biệt của giáo lý nếu một người có được sự hiểu biết rộng rãi về các kiến giải đa dạng liên quan đến giáo pháp và những đường lối tu tập, họ sẽ nhận thức được rằng tất cả đều góp phần làm phong phú cho nhau. Và việc hiểu thấu đáo một tông phái sẽ giúp nâng trình độ hiểu biết của ta đối với quan điểm của một tông phái khác. Chẳng hạn như trong kinh Tantra của Guja Samacha có đề cập đến vấn đề của bốn trạng thái hư không. Những kiến thức của tôi về Đại Viên Mãn đã giúp tôi hiểu rõ thêm về vấn đề này. Cũng vậy, sự hiểu biết về bốn trạng thái hư không trong Kinh Tăng Tra đã làm sáng tỏ và nâng cao sự hiểu biết của tôi về Đại Viên Mạng. Thế cho nên, những đóng góp hỗ tương này mang lại rất nhiều lợi ích. Không phải chỉ thuần túy trên phương diện làm phong phú đời sống nội tâm của ta. Bởi vì một khi thực tập cả bốn truyền thống chính, ta sẽ tránh được cho mình việc tích lũy như hành động bất thiện gây ra bởi tinh thần bè phái và công kích các tông phái khác. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một bài học quý báu về sự hòa điều. Đối với Ninh Mã Phái, người ta thấy một trong những đặc tính chính yếu của tông phái này là sự tu tập về Đại Viên Mạng. Còn trong cốt tụy của tác Ca Phái, Sakya Ba, còn gọi là Lam Thổ Phái, ta cũng thấy được phẩm chất xuyên suốt thống nhất và trong sáng được trình bày qua Lam Dre đạo và quả đặc biệt trong luật chê những truyền thống của giáo lý những kiến giải của tôn phái này về tính chất bất khả phân của luân hồi và niết bàn cũng thật rất là xuất sắc đặc biệt là khi đứng trên quan điểm không chấp thủ yếu tố thầm thâm và dưới diệu đó đã làm cho đường lối tiếp cận này mang phẩm chất độc sáng nói đến ca nhĩ cư phái ca còn gọi là bố y phái ta không thể không biết đến đài thủ ấn đặt nền tảng trên sự tu tập về nguồn linh quan trong suốt gần giống với sự tu luyện của trường phái luật pháp du già dạ, naropa còn cách lộ phái với quan điểm nổi bật về tánh không đã được đài lạc ma tông kha ba giải thích rõ trong hiển và bậc thừa sự lý giải của ngài về tánh không gắn chặt với lý thuyết về duyên khởi được coi như không ai sánh kịp và vì thế cũng rất là độc đáo. Thuật ngữ trong các kinh điển thường được dùng rất sát sao và đã được các đại sư Ấn Độ chấp nhận qua những luận thuyết được kết tập trong Đan Châu Nhĩ mà toàn bộ đã được dịch qua tiếng Tây Tạng. Sự tiếp cận rốt ráo của Đại viên mãn được gọi là trực nhập. Ca Nhĩ Cư và Tác Ca Phái nói về sự hợp nhất của thầm thâm và di diệu và các pháp tu tập của các lộ phái đề cập đến sự bất khả phân của cực lạc và tánh không. Và cuối cùng rồi, tất cả các tông phái cũng đều đi đến một điểm chung. Đó là điều mà tôi đã khám phá được qua kinh nghiệm cá nhân cũng như sự quán chiếu của mình. Dĩ nhiên, không ai cảm đoán việc mỗi người đều có thể có những chú giải riêng. Ngay cả trong cùng một tông phái, cách lỗ hay ninh mã, người ta cũng còn thấy cả những phương pháp tiếp cận và trình bày khác biệt. Đó là điều hết sức bình thường, hết sức tự nhiên. Trường hợp của Đại sư Sachen Losel Giaso, tác ca phái, người xác lập tu viện Sabra, là một ví dụ cụ thể. Ta thấy hai môn đề chính và thân cận nhất của Ngài là có cách triển khai, lĩnh hội và kiến dạy giáo pháp, cũng như lối tiếp cận và phong cách hoàn toàn khác nhau. Cũng thế, ca nhĩ cư phái có đến bốn tông chính và tám chi phái phụ. Cống hiến các hình thái tiếp cận và kiến giải một cách đa dạng. Cũng không thiếu những vị đại sư có cách truyền thụ theo truyền thống riêng của mình, xem đó như là giáo lý tối thượng. Ngài đã dạy chúng tôi quán chiếu về bản chất của khổ đau và nguyên nhân của các mối phiền não. Hình như tất cả đều được khởi nguồn từ những chấp trước vi tế về nhị nguyên tính. Từ đó khai sinh ra sự phân biệt giữa cái ngã và tha nhân. Thưa Ngài, cái nhị nguyên tính vi tế này là bản chất vốn có trong tâm của mỗi con người khi mới sinh ra hay là kết quả thu thập được bởi thói quen và xu hướng bản năng. Ta có thể loại trừ hay chuyển hóa nó thành một dạng tinh khiết hơn không? Khi nói đến bẩm sinh hay bản năng ta phải hình dung ra hai lối diễn giải chẳng hạn như một trong những phẩm chất bẩm sinh không hề tách lìa khỏi tâm chính là cái bản tánh thuần khiết vốn có của nó những phẩm chất như thế vốn tự có được gắn liền với tâm hơn thế nữa cái tiềm năng có thể đạt đến sự toàn trí toàn giác của một vị phật cái tiềm năng thực chứng thập địa trong mỗi người không những là bản chất vốn có trong tâm mà nó cũng không hề tách lìa khỏi yếu tánh một nhận thức khác về bẩm sinh phần nào liên quan đến ý niệm về nguồn gốc bao hàm ý nghĩa rằng chúng ta không thể nào xác định được vào lúc nào thì chúng ta thu thập được cái phẩm chất đó phẩm chất mà tôi muốn đề cập ở đây tức là những loại tính năng không được phát triển bởi nhận thức trí óc hay hình thành với mọi dạng của điều kiện quá. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể không quan tâm đến những xung lực tiêu cực, các tà kiến, những nỗi đau buồn, các mối phiền não, mà những dấu ấn hay tiềm lực của nó đã xuất hiện trong dòng sinh thức của ta kể từ thời vô thủy. Đây là những gì gắn bó đến toàn thể chúng sanh đang nổi trôi trong dòng sinh tử. Con người cũng như chim chóc, côn trùng, dân dân những xung lực này được gọi là bẩm sinh bản năng hay tự sinh không hề mang ý nghĩa là chúng đã được thu thập vào một thời điểm chính xác nào đó ở một trong những kiếp sống của ta mà thực ra chúng đã được tách biệt một cách rốt ráo và không có một tác động nào lên bản tánh chủ yếu của tâm cũng như không tồn tại mãi mãi ở đó đó là lý do tại sao mà chúng có thể được giải trừ khỏi tâm khi nói đến nhiều nguyên tướng cũng đồng thời bao hàm nhiều cách diễn giải khác nhau. Một trong số này có liên hệ đến sự nắm bắt nhị đế, tục đế và chân đế, tức hai loại chân lý. Một loại chân lý tương đối hay chân lý quy ước và một loại chân lý rốt ráo, như là hai thực thể khác biệt. Ngay cả những bậc học giả lỗi lạc của cách lộ phái cũng đã có những quan điểm khác biệt về vấn đề này. Một số cho rằng tâm thức ô trượt của vô minh chấp thủ này là biểu kiến, có ý thức. Một số khác lại cho rằng đó là vô thức nhị nguyên tính chấp thủ. Rõ ràng là có sự hiện hữu của những xung lực về tâm nhị nguyên như thế. Chúng được gọi là những tấm màn che tri kiến. Một nhận thức khác về nhị nguyên tính chấp thủ liên hệ đến sự nắm bắt hiện tượng và sự vật như là chúng độc lập, vốn có và tồn tại khách quan. Đây là một hình thái của nhiều nguyên thuyết ở mức độ thô thiển hơn cả và chính là gốc rễ đầu tiên của dòng sinh tử luân hồi. Như vậy, ta có những mức độ khác nhau về nhị nguyên tính. Mức độ thứ nhất, như tôi vừa mới trình bày, và mặc dù chúng ta không hề nói rằng đây là nguồn gốc của dòng luân hồi sinh tử. Thực ra còn hơn thế nữa, chúng đã được bắt rễ từ tận trong tiềm thức và cho dù ngay cả những người đã được giải thoát khỏi dòng luân hồ sinh tử cũng vẫn còn ẩn chứa những xung lực nhị nguyên di tế này. Đó là tấm màn che chắn không cho họ đạt đến được thánh quả của bậc toàn trí toàn giác. Bồ Tát Tịch Thiên trong nhập Bồ Đề hành kinh cũng đã giải thích rằng tâm vô minh luôn chấp thủ về sự hiện hữu độc lập của sự vật cũng chẳng khác gì một tấm màn phiền não Chính đây là nguồn gốc của khổ đau luân hồi. Để được giải thoát, con người phải nhổ bật tận gốc rễ và loại trừ tâm vô minh này. Thưa ngài, thái độ chấp trước vào giáo điều phải chăng là một trở ngại cho mục đích giải thoát tối hậu? Lời giải đáp cho câu hỏi này hoàn toàn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi cá nhân. Đây có phải là phản ánh một quan điểm chung? hay đặc biệt muốn nói đến một hình thức tiếp cận của Phật giáo. Trong trường hợp thứ hai, dân chấp trước vào khái niệm về tánh không là một chướng ngại khá nguy hiểm, chưa kể đến sự chấp trước mà một người có thể có đối với học thuyết mà mình đang theo. Ngài có thể nói rõ thêm chi tiết liên quan đến sự chấp trước vào tánh không và cho chúng tôi biết sự vô minh mà nó phản ánh hình thức chấp trước này trong đó kể cả việc xem tánh không như là một thực thể tuyệt đối là một quan điểm bất trị khó chữa trong nhiều kinh sách đức thế tôn đã đưa ra lời ẩn dụ rằng các bệnh hoạn về đường tiêu hóa có thể chữa trị được nếu bạn biết sử dụng đúng thuốc nếu không thuốc men sẽ trở thành một vấn nạn cho bạn thay vì là một phương tiện trị liệu có thật sự cần thiết phải có một người hướng dẫn về tâm linh để giúp ta tiến bước trên con đường tu tập? Nếu có, những tiêu chuẩn nào có thể giúp ta xác định được đó là một vị đạo sư tốt? Những phẩm chất của một vị chân sư trong Phật giáo đã được miêu tả đầy đủ trong tạng luật và trong các kinh điển hiển và mật giáo. Tiêu chuẩn đầu tiên là nếu họ không phải là một vị học giả quyên thâm về Phật học thì ít nhất cũng phải nắm vững lãnh vực mà họ đang giảng dạy đại lạc ma tông kha ba đã từng dạy rằng bất cứ ai muốn đi tìm cho mình một vị bổn sư đồng thời cũng phải đạt tới một số những phẩm chất cần thiết trước khi tìm kiếm chúng ở vị thầy mình thế nên bất cứ ai muốn thuyết giảng giáo lý và nhận môn đồ cũng chỉ nên chấp nhận những đệ tử có những phẩm chất mà họ đang muốn tìm kiếm ở vị tôn sư như vậy một khi họ nhận ra được vị thầy của mình có khả năng triển khai những phẩm chất đó ông ta sẽ lập tức xứng đáng là một vị bổn sư của họ ngài nói rằng sự tin cậy lẫn nhau giữa một vị bổn sư và đệ tử là điều cần thiết nhưng một khi niềm tin bị mất mát và người đệ tử đã không còn liên hệ với vị bổn sư của mình ngài có những lời khuyên nào để giúp cho họ có thể tiếp tục đi trên con đường đạo điều khôn ngoan nhất là đừng bao giờ nghĩ đến vấn nạn đó nữa và giữ cho mình một thái độ trung tính trong việc đối xử với vị thầy mà mình đã mất niềm tin không còn tin cậy nữa để tiến triển trên con đường đạo hạnh có cần thiết phải có một vị bổn sư kề cận ở bên mình cụ thể như ngài đức đạt lai lạc ma có thể có vị bổn sư đang sống ở ấn độ tôi nghĩ rằng ngay từ buổi ban đầu điều khôn ngoan hơn cả là ta hãy nên nương tựa vào giáo pháp, xem đó như là di thầy của mình. Một người đã quyết dẫn bước trên con đường đạo thì ở mức độ này, một vị thầy bằng xương bằng thịt chỉ là vấn đề thứ yếu. Sau này, trên từng chặng đường tiến triển, trong khi thu thập được một số kinh nghiệm, đó là lúc bạn sẽ cần những hướng dẫn tâm linh của một vị thầy xứng đáng. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng trong khi lựa chọn, phải khảo sát một cách kỹ lưỡng xem ông ta có đủ những phẩm chất cần thiết hay không để tránh trường hợp sau này bạn khỏi bị rơi vào những tình huống khó xử đáng buồn khi đặt trọn niềm tin vào một cá nhân mà có thể họ sẽ là người lừa dối hoặc gây nên những thiệt hại cho bạn bạn có thể tìm được rất nhiều vị chân sư những người đã đóng góp rất nhiều công sức cho việc hoằng dương chánh pháp trong số những vị đang giảng dạy phật giáo tây tạng hiện nay và mặc dù số lượng những người này có thể còn rất ít ỏi, điều cần thiết là ta phải phân biệt được giữa những người chân chính và những kẻ lợi dụng Phật pháp. Làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục được con đường tu tập khi vị bổn sư của mình qua đời? Nhập Bồ đề hành kinh xác nhận rằng ta có thể tiếp tục nhận được những hồng ân của chư Phật ngay cả sau khi lìa bỏ xác thân. Nếu vị bổn sư của bạn qua đời, dĩ nhiên bạn có thể tìm và quy y theo một vị thầy khác hiện đang còn sống mà bạn nghĩ là thích hợp với mình. Nếu không thể tìm được cho mình một vị chân sư khác, bạn nên tiếp tục giữ mối quan hệ với vị thầy cũ của mình, bởi vì bạn có thể nhận được những ân sủng của vị này ngay cả sau khi ông ta đã quá giảng. Khi tất cả mọi điều kiện đã chín mùi và tình huống thuận lợi, thông qua những thực chứng siêu linh, ta có thể gặp gỡ lại vị chân sư của mình trong giấc mộng hoặc hiện hình để nhận những lời giáo huấn. Thưa Ngài, việc rút ra khỏi cuộc đời để sống ẩn tu trong một thời gian dài hay ngắn có mang đến những lợi lạc nào cho chính mình và người khác hay không? Những lợi lạc của việc ẩn tu là để cách ly ta khỏi những vọng động. Như thế, mục tiêu chính của việc ẩn tu là nhằm tách trời tâm ra khỏi những vọng động thế gian. Đó là lý do tại sao trong thời gian này ta phải đoạn tuyệt mọi tiếp xúc với người khác vì những cuộc nói chuyện đời thường trong khi tiếp xúc có thể gây ra những ảnh hưởng tác động đến tâm ta tuy nhiên nếu một người chệch bước ra khỏi mục tiêu cơ bản này của sự ẩn tu tự khép kín đời mình sống tách biệt cô đơn ở những nơi chốn vắng vẻ sẽ chẳng đi đến một kết quả nào cả những tu sĩ thiên chúa giáo sống thành khẩn trong trạng thái tâm không vọng động đã gây cho tôi một ấn tượng sâu xa trong một cuộc thăm viếng tu viện dòng kính rande chadrousse gần đây tôi đã được cho biết rằng truyền thống ẩn tu này đã có mặt hơn 1.000 năm tôi đã được dịp trao đổi với họ và rất ngạc nhiên khi thấy rằng mặc dù đã không có sự giao lưu nào giữa tây tạng với thế giới bên ngoài qua hàng bao thế kỷ vẫn có những điểm tương đồng trong truyền thống khổ hành giữa chúng tôi những khám phá này đã để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp có phải là điều hợp lý hay không để trở thành một tăng sĩ hay nữ tu trong xã hội tây phương khi mà những cấu trúc cần thiết để hỗ trợ họ trong đời sống tu hành học tập đã không hiện hữu có phải là ta sẽ gặp nhiều khó khăn sau khi phát nguyện hơn là cứ sống như một cư sĩ bình thường nếu bạn thực sự suy nghĩ đến vấn đề này pháo đài phòng ngự hữu hiệu nhất được xây dựng ngay tại chính trên đất kẻ thù để có thể vừa theo đuổi những hành nguyện của mình, đồng thời đề kháng lại những cám dỗ thế tục trong một môi trường sống với bao nhiêu cảnh huống quyến rũ những các giọng con người, phải chăng đây là một thái độ tuyệt vời đáng khâm phục. Một hành giả thực sự tu tập theo chánh pháp không nhất thiết phải sống biệt lập với xã hội của mình, hơn là những người chỉ biết theo đuổi phúc lợi cá nhân và hạnh phúc đời thường. Trong thời đại này, chúng ta tốt hơn là nên sống như một thành viên năng động của xã hội. Trong xã hội tây phương, hình như ta có nhiều thuận lợi và dễ dàng hơn khi vừa sống một cuộc sống thế tục, đồng thời khiến dân đời mình cho sự tu tập tâm linh. Đừng bao giờ quá tha thiết với ý nguyện thọ giới để trở thành một tăng sĩ hay nữ tu. Sự thiết tha đó sẽ tách rời bạn ra khỏi xã hội đang sống, hoặc hơn thế nữa, đôi khi biến nhiều người tưởng rằng mình đang hành hoạt tín ngưỡng trở thành như một loại ảo thuật gia trong những bộ y phục quái dị. Tuy nhiên hãy luôn ghi nhớ rằng khi chúng ta nói đời sống tu hành là cội rễ của giáo lý, ta muốn đề cập chính yếu đến giới luật nhằm đối phó với vấn đề đạo đức giới hành của tăng chúng. Nếu như đời sống phạm hành không có một ý nghĩa quan trọng, tại sao Đức Bổn Sư thích Ca Môn đi của chúng ta lại chọn lựa đi theo con đường này? Xin Ngài cho biết sự khác biệt giữa thiền và tập trung tư tưởng. Tập trung tư tưởng là một khía cạnh của thiền. Tôi không nắm vững ý nghĩa chính xác của từ thiền mà người Tây Phương đang dùng. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ Tây Tạng, chúng tôi gọi đó là gom, mà theo ý nghĩa từ nguyên là làm cho tâm của một người trở nên quen thuộc với đối tượng. Nói rõ ra, là làm cho bạn quen dần với đối tượng được thiền quán. Từ buổi tập này đến buổi tập khác và tiếp tục như thế mãi. Thiền bao hàm rất nhiều khía cạnh. Khi mục tiêu của bạn nhắm đến việc làm cho tâm của mình quen với một số những phẩm chất như yêu thương, đức tin, có nghĩa là bạn hợp nhất tâm bạn với đối tượng thiền làm một. Chẳng hạn như lấy lòng từ bi làm đối tượng của thiền thì tâm của bạn lúc đó sẽ trở thành rất tự bi cũng thế nếu lấy đức tin làm đối tượng khi hành thiền bạn sẽ tạo nên một tình trạng ổn cố cho đức tin của mình và như vậy ta có thể nói rằng yêu thương đức tin và từ bi đã thấm sâu vào tâm bạn với tất cả những phẩm chất tích cực của nó nói một cách cụ thể hơn đối tượng của thiền đã tạo hứng khởi và ảnh hưởng lên tâm bạn cũng thế nếu ta tiếp tục thiền định về các đề mục như vô thường, tánh không, vân vân. Các đối tượng của thiền lúc này là những đối tượng đã được nắm bắt lại để qua đó bạn có thể chú tâm vào. Ta không phải chỉ hạn chế việc thiền định cho những phẩm chất đặc biệt của tâm, mà còn cả trên bản thể của thực tại. Và từ đó, thiền có thể được phân ra làm hai loại chính. Thiền quán và thiền chỉ còn được gọi là nhất điểm tập trung không phân tích. Cũng còn một dạng thiền khác mà chúng ta thường gọi là tâm tịch tịnh. Đây cũng là một hình thức của nhất điểm tập trung, loại thiền chỉ, trong khi các pháp thiền nội quán được liệt vào loại thiền quán. Ngoài ra, các thức thiền định trên hình tượng của những vị thần linh được liệt vào loại quán tưởng, tức hình dung quá. Ngoài đó, hành giả nhắm vào khía cạnh đặc biệt của một vị Phật hay Bồ Tát mà mình chọn lựa và rồi thông qua tưởng tượng bạn đồng nhất quá với gì này. Cùng một lúc loại bỏ tất cả những ý niệm và mối quan hệ với thực tại đời thường. Tuy nhiên, trong dạng cao nhất của mật tông, một cái nhìn nhất quán sẽ xuyên suốt qua bất kỳ tiến trình phân tích nào đưa hành giả vào trạng thái định tưởng thâm sâu nhất. Ta cũng không thể không nhắc đến hai trường phái Đại Thủ Ấn và Đại Viên mãn đặt trọng tâm vào việc hiền quán về tánh không.